路上记紧起，如碰上幻变天气，受得起。活在现实一出戏，仍然能演出快乐。我真理，我真理。未曾言恐惧，未混淆是非，真相迷离。人荒地来调查动机，永未尝未尝后悔之美。人何事信有天理？兜兜转转，生生死死，成和败有我起气，挫折时候亦勇敢地，从不退避。Em không phải là bị Thiên Sanh giết chết sao? Bị giết chết? Thiên Sanh giết chết em? Anh đang nói cái gì đây? Anh Nghĩa à, sao khi không lại nói người ta bị chết chứ? Anh cảm thấy thắc mắc mà. Em thì chưa bị chết hả? Dĩ nhiên là chưa có bị chết. Anh còn nhớ hồi nhỏ em đã trèo lên cây ăn cắp trứng chim mà. Nhớ sẹo còn đây nè, phải không? Có đúng không? Thì chưa bị chết. Dĩ nhiên rồi. Thì là lại hả? Phải. Ê dạ, tới giờ đi vô cửa rồi. Đi đi. Cô này là... À, bà là vợ của anh Kim Chi. Hơi giỏi thiệt, đã cưới vợ rồi. À, tôi là Châu Lệ Hà. Tôi với anh Nghĩa ở làng đi chơi từ nhỏ tới lớn. Nhờ anh nói đi, tại sao nói Thiên Sanh giết chết em? Nếu như em chưa bị chết thì chúng ta thì thích làm Thiên Sanh đó. Đã xảy ra chuyện gì? Ê, giờ tới giờ rồi, đi mau đi, không thôi em rửa mặt đó. Có chuyện gì đợi về rồi nói. Kim Chi à, hay là gì? Em đi trước đi, anh sẽ đi chuyến bay sau gặp em sau. Anh nói cái gì? Nếu như anh không làm sáng tỏ chuyện này, cho dù qua tới bệnh cũng không có vui vẻ đâu. Anh hãy suy nghĩ kỹ hậu quả rồi mới nói nhờ. Xin lỗi, đã báo hỏi em không có thể đi du lịch. Trong sạch của một con người quan trọng hơn đi chơi mà. Thật ra là anh đổ quan cho Thiên Sanh thôi. Nói câu xin lỗi là được rồi, anh đâu có phải nhỏ nhặt như vậy. Em đã bỏ đi 5 năm rồi, không biết là bác hai còn giận em không? Bác hai của em đã qua đời. Đã qua đời? Trong khoảng thời gian mà em bỏ đi đã xảy ra nhiều chuyện lắm. Ờ nè, tại sao em đi mà không báo chúng tôi hay vậy? Bệnh tử là em muốn sao? Nếu còn có phải bác hai ngang ngược tư tưởng phong kiến, em cũng đâu có bỏ đi kiểu này. Anh nè, về cái vụ hôn nhân của Lệ Hà với lại Khang công tử, tôi giao cho chị đó. Bác yên lòng đi, bác Châu ở làng Di này, chị Sáu này nổi tiếng là bà Mai mà. Chuyện này bác nhờ tôi làm, bác cứ yên lòng đi. Sau khi thành công rồi, tôi nhất định cho chị một bao lì xì bà Mai thiệt lớn mà. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi nhất định cố gắng, bất cứ giá nào cũng phải thành công, không có được thất bại. Vậy cảm ơn chị nhiều. Ờ, vậy tôi đi ngay nha. Được, tôi tiễn chị. Xin chào. Cảm ơn nhiều, từ từ đi. Uầy, ông làm như vậy có phải không được tốt không? Ê, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, có gì mà không tốt chứ? Bây giờ là thời buổi gì? Việc lớn chung thân, phải để nó thích mới được chứ. Tới phiên nó không thích sao? Cũng tại thằng em của tôi đi đời sớm thôi. Nó từ nhỏ do tôi nuôi lớn mà. Bây giờ đã kiếm cho nó nơi nương tựa tốt, còn kêu ca cái gì nữa chứ hả? Lệ Hà có nói với tôi là nó muốn đi học thêm mấy năm. Tôi biết nó có giả tâm mà. Gái lớn rồi thì không thể giữ được. Đàn bà dù sống là đàn bà, học thêm vài năm rồi sao chứ biết bay à. Rốt cuộc cũng phải lấy chồng sanh con, nấu cơm quét nhà mà thôi. Nhưng mà... Không cần nhưng mà nữa, tôi quyết định rồi. Em thì là không ngờ ở trong thời buổi này mà vẫn có hôn nhân mù quáng như vậy. Em thà chết cũng không gả cho cái thằng công tử ăn chơi ở làng kế. Em biết bác hai vì ham tiền cưới của tên công tử đó. Không sai, ổng đã nuôi em mười mấy năm, em nên đền đáp cho ổng. Nhưng mà em phải dùng khả năng của mình để trả ơn. Em phải chứng minh cho ổng coi, đàn bà cũng có thể được nổi bật mà. Ngày nào tôi không có thành công trở về, kiếm không có đủ tiền trả cho bác hai, em cũng không có về đâu. May là em cũng nên thân, chịu cực ở bên Mỹ 5 năm. Rốt cuộc đã có sự nghiệp của mình, có sản phẩm của tên mình. Vừa rồi em nói là có để lại lá thư trước khi em đi hả? Dạ phải. Không thể nào. Tại sao anh không hề nghe bác hai và thím hai nói là em để lại lá thư vậy?
Hơn nữa lúc mà em bỏ đi thì căn phòng rối loạn lắm, ai nấy đều tưởng là em xảy ra tai nạn cho nên mất tích. Anh Nghĩa. Ủa, Thu Bình. Dẫn luôn vợ về thăm bà nội hả? Chị coi là ai đã. Là tôi nè. Tôi là Lệ Hà đó. Chị hãy bình tĩnh lại đi, Lệ Hà chưa chết đâu. Hả? Thì ra các người đều tưởng là tôi bị chết hả? Thu Bình à, tôi là Lệ Hà thiệt đó. Sao lại như vậy hả? Hèn chi lại đẹp như vậy, nó làm thiết kế sư thời trang. Chị thiệt là bậy quá đi, không nói năng gì đã bỏ đi. Báo hại tôi gì chị, khóc đến nổi sưng cả cặp mắt nè. Tôi thì lại không ngờ sau khi bỏ đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thắc mắc nhất là tại sao có người hiểu lầm Thiên Sanh đã giết tôi, mà Thiên Sanh lại không có đứng ra giải thích. Tại sao thái độ của chị như vậy? Thiên Sanh đã xảy ra chuyện gì? Thiên Sanh đã chết vì tự tử. Chết vì tự tử? Tại sao lại tự tử? Mai mốt anh sẽ kể đầu đưa câu chuyện cho em nghe. Bây giờ em vô gặp thêm hai đã, bà biết là em chưa chết nhất định mừng lắm. Thêm hai à? Thêm hai. Thêm hai. Thêm hai chắc có lẽ ở trên lầu đó, để tôi lên coi. Thu Bình, Lê Hà, lên đây. Hả? Hả? Thiếm hai của em đang định tự tử, cũng may là mình lên kịp thời. Thiếm hai à, thiếm không có sao chứ? Cháu là Lê Hà đây, thiếm hai à. Cháu không có bị chết đâu. Lê Hà. Cháu là Lê Hà đây. Lê Hà, cháu thiệt là Lê Hà. Dạ phải. Cháu không bị chết. Cháu thiệt là Lê Hà. Lê Hà. Lệ Hà. Cẩn thận. Vừa rồi thím tưởng là đã được gặp cháu ở dưới âm phủ. Tại sao thím lại dại dột như vậy? Tại thím dại dột nhất thời, nghĩ là mai này lẻ loi một mình nên định xuống ở với cháu, với bác hại cháu. Cũng may lần này tụi cháu tới kịp thời thôi, nếu không thím hai bị chết oan đó. Cháu cũng bậy thiệt, không có nói năng gì đã bỏ đi. Bảo hại thím đã khóc hết nước mắt trước linh bài của cháu. Chứ thiệt có để lại lá thư nói là đi đâu mà. Làm gì có thờ, không tin thì hỏi tụi nó đi. Cho nên chúng tôi đều tưởng là chị đã chết rồi. Chúng tôi có đi hỏi cảnh sát, họ nói là không có hồ sơ xuất cảnh của em. Cháu nhớ lại rồi, cái lúc mà cháu xuất cảnh, nhân viên đã bị ngất xỉu. Lúc đó tình thế hỗn loạn, có lẽ hắn đã không có đưa tài liệu vào máy vi tính, rồi người tới thế thì tưởng đã đưa vào. Không có ngộ như vậy chứ. Phải rồi, 5 năm rồi mà cháu không có hề viết chữ nào về. Cháu có viết thơ về nhiều lắm, thấy không có hồi âm tưởng là bác hai còn giận cháu. Cháu đã có lời thề mà, nếu như cháu không có được nổi bật thì quyết không có trở về gặp bác với thím. Cháu thì là không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không có thơ mà sao lại có thơ, không có hề nhận được thơ nào. Vậy thì lạ thật, một là bị thất lạc, hay là bị người ta lấy đi. Nếu như lấy đi thì là ai? Vậy thì lạ thật. Nếu như mà có người này thì nhất định có liên quan tới cái chết của Thiên Sanh. Dạ, anh vẫn chưa có nói là tại sao Thiên Sanh mới tự tử. Chuyện như vậy, ngày mà cháu bị mất tích, thím với bác hai cháu đi ăn tiệc, về khuya quá nên không về ngủ ở lại nhà của bà con. Sáng sớm mà trở về, ai về vừa về tới đã thấy không có ổn rồi. Không ổn đó, cánh cửa đã bị cậy rồi, không lẽ căn trộm vô nhà. Ôi da, Lệ Hà. Lệ Hà. Lệ Hà. Lệ Hà. Lệ Hà. Lệ Hà. Lệ Hà đâu? Nó đâu rồi? Căn phòng ở trên bị người ta phá như vậy, dĩ nhiên là Lệ Hà ở dựng. Chúng tôi kiếm không ra gì, chỉ có hộp quẹt máy này thôi. Không phải cô cháu gái bà không? Không phải, nó đâu có hút thuốc. Nó không có hút thuốc. Như vậy có biết của ai không? Tôi nhận ra rồi, của Lâm Thiên Sanh, cái thằng mắc dịch đó. Em nghe nói đi. Nghe nói đi. Còn anh đó 20 mấy tuổi rồi mà vẫn ăn no rồi đi rong. Anh ấy làm đại diện giống một người đàn ông có được hay không? Nói tới đừng cùng mà dèm ham tiền của thằng công tử ăn chơi đó thôi. Đàn bà các người là vậy mà. Hà mộ hư danh. Anh thì lại ngang ngược vô lý. Lê Hà, nghe nói đi. Anh sẽ làm giàu mà, anh sẽ làm giàu mà. Tin anh đi. Tin mày hả?
tin mày là chết dịch đó, có biết không? Lần nhân dây vừa ra hệ thống gì? Nếu mà để cậu Khang biết được thì không hay đó. Lê Hà, tao cảnh cáo mày, Lê Hà đã có hôn ước với người ta rồi, mày đừng có tới phá nó nữa. Ông muốn tiền thôi mà. Ông cần bao nhiêu? Cho biết đi. Lâm Thiên Sanh này á, bao nhiêu cũng trả nổi hết mà. Má của tôi á, để lại di sản cho tôi nhiều lắm đó, có biết chưa? Tiền đó để dành cho mày mua quan tài đi. Mày ăn chơi như vậy, làm sao mà có dư giả chứ? Không phải là tao kỳ dĩ mày. Tôi không bỏ qua như vậy đâu. Khi 3 tuổi tôi đã cho Lệ Hà là vợ của tôi rồi. Lệ Hà nhất định sẽ là vợ tôi. Xếp hai à? Ở đâu vậy? Đằng trước kìa. À, đi, đó, đi. Đó. Ở đâu vậy? Ở bên kia kìa. Bên kia, bên kia. Thím Hai à, có chuyện gì mà vậy? Đi, mà đi. Lệ Hà nó bị mất tích rồi. Mà đi, mà đi. Bị mất tích. Đi, mau đi, mau đi. Ôi, cái chuyện gì á? Ra đi. Anh Châu, anh dẫn cái đám cảnh sát để làm gì? Gì? Xin hỏi Lâm Thiên Sanh lại của ông. Đây là con tôi. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ nó có liên can tới cái vụ mất tích của Châu Lệ Hà. Lệ Hà bị mất tích sao? Đừng có nói thêm. Con của ông đâu? Nó ở trong phòng. Ê dạ, con mèo của tôi. Cho tôi lấy lại con mèo đi nha. Bắt lại mau. Uầy, thức dậy. Cảnh sát kiếm con kìa. Chuyện gì? Chuyện gì? Cái thằng mắt dịch này ban ngày mắt mặt ngủ gì à? Tối hôm qua đi ăn trộm hả? Mắt mới gì ông? Tôi thích mà. Mày bắt đi Lệ Hà của tao là mắt mới tới tao. Tôi bắt Lệ Hà của ông. Còn có làm vậy hay không? Thiệt điên mà. Mày giấu Lệ Hà ở đâu? Các người có chứng cứ gì? Hộp quẹt này có phải của anh không? Kiếm ra đường từ phòng của Châu Lệ Hà. Chúng tôi là tình nhân với nhau mà. Cái món quà kỷ niệm cái gì là lạ chứ? Cái thằng khỉ này còn muốn làm hư thanh danh của Lệ Hà của tao à? Để là chứng cứ. Hôm qua tao rõ ràng thấy mày xài đó mà. Bây giờ rõ ràng gán tội cho tôi thôi. Nè, cảnh sát xét án là có bằng chứng. Anh có giải thích gì? Áo này từ đâu phát hiện? Con mèo tha ra từ đóng quần áo dơ. Hãy đem về quán nghiệm đi. Yes sir. Lâm Thiên Sanh, tại sao cáo có máu? Chắc là mày giết chết Lệ Hà. Tôi không có mà, con có. Mày không, bỏ đi thôi. Cũng có lá thư dòng đó mà. Có lá thư đó. Lá thư nào? Được bỏ rồi. Nè, Lâm Thiên Sanh, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Anh hãy kể ra đầu đuôi câu chuyện, có biết chưa? Nếu không mình khó thoát tội đó. Tối qua tôi biết Thím Hai và Bác Hai ra ngoài thành phố ăn tiệc, cho nên đã tới kiếm Lệ Hà. Lệ Hà, Lệ Hà. Sau đó khi tới đầu làng, tôi mới nhớ là đã đem luôn lá thư ra, cho nên đã tiện tay giục bỏ. Sếp Hai, không kiếm được gì hết. Dĩ nhiên là không có. Theo tôi thì vốn không có lá thư này. Cả câu chuyện là do thằng Kỷ nó bịa ra thôi. Tôi không nói láo. Lá thư giục đem à? Đừng nói thêm. Theo tôi về Ti để giúp đỡ điều ra. Đi. Sau đó như thế nào? Giờ rồi Thiên Sanh đã bị cảnh sát dẫn về hỏi chuyện. Anh thì nói là đêm hôm đó đã cùng với đám bạn uống bia ở một quán bia ở Cẩm Điền. Và anh đã có nhân chứng thời gian. Vết máu ở trên cái áo cũng đâu có thể là của em đâu. Như vậy mới là ngộ chứ. Theo như báo cáo quá nghiệm thì thuộc loại máu O giống như loại máu của em. Và Thiên Sinh nói là tối hôm đó anh thấy người ta đánh lộn, anh tới khuyên can cho nên sơ ý dính phải. Cái lý do này thì miễn cưỡng quá. Cảnh sát cũng nghĩ vậy, cho nên mới câu lưu ảnh 48 tiếng. Thiên Sinh thì cương quyết nói là không có giết em. Sau đó vì không đủ chứng cứ cho nên phóng thích ảnh. Nhưng mà sự thực Thiên Sinh đâu có giết em đâu, tại sao lại tự tử? Người ta đồn là vì nó sợ tội nên tự tử. Sợ tội tự tử? Thiên Sinh đã thắt cổ trên cây này. Mặc dù Thiên Sinh được phóng thích vô tội, nhưng mà ai nấy trong làng đều cho là nó đã giết em, nhất là bác hai của em.
hầu như ngày nào cũng tới nhà của Thiên Sanh, khiến cho ảnh và ba của ảnh không ngày nào được yên. Và không bao lâu thì ảnh để lại lá di thư và tới đây treo gỗ. Di thư? Nói là có lỗi với chị, từ tử để định tội đó. Thiên Sanh vốn là không có giết em, tại sao lại từ tử định tội? Việc này anh cũng không hiểu, nhưng mà anh có thể khẳng định là mình đã trách lầm Thiên Sanh. Tôi chết rồi. Nếu không phải con mèo của tôi kiếm được cái áo đó thì người ta không có chăm chích Thiên Sanh. Tôi đã báo hại tới ảnh rồi. Sao hả Thu Bình? Chị không sao chứ? Chị không lo cho mình cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ. Lỡ có chuyện gì tôi làm sao nói với anh Cường đây? Thì ra chồng của chị là anh Cường. Phải rồi, tôi vẫn chưa nói với chị. Hay là mình cùng Thu Bình về nhà luôn, tiện thăm anh Cường luôn. Vậy được. Ông xã, anh coi, Lệ Hà nè. Thì ra Lệ Hà chưa có chết. Anh Cường Vậy thì hay quá, thím hai khỏi phải lẻ loi một mình rồi. Thì là cảm ơn anh chị đã chăm sóc cho bác hai. Đừng hết sao. Cái người mà cần được chăm sóc là chị Thu Bình đó. Xem chút nữa ngất xỉu rồi. Làm gì có. Thiệt hả? Vậy lên phòng nghỉ chút đi. Cũng có mà. Là bác sĩ nói đó. Nè, nghe lời ông xã đi, tôi đưa chị lên lầu. Lát nữa nói chuyện nhanh nha. Từ từ đi nha. Thật ra Lệ Hà không bị chết như vậy là mình thiệt hiểu lầm lớn rồi. Ừ, thì là không sao ngờ được. Một người bị chết đi lại sống lại. Cũng là tại mình tưởng cổ bị chết thôi. Cẩn thận nha bà bầu. Tôi đâu có sao. Chỉ tại anh Cường khẩn trương thôi mà. Anh khẩn trương là vì thương chị thôi. Thì anh cũng thương tôi thiệt đó. Chị biết không, mang bầu thiệt là khó chịu lắm. Nhiều khi anh tan sở về còn làm việc nội trợ cho tôi nữa, mình lại còn đấm bóp cho tôi. Thì ra có người đấm bóp cho chị. Anh nắng bóp thì đỡ lắm, nhưng mà cái châm của anh thì giỏi lắm. Châm đây một cái, chích đằng kia một cái là con người thấy khỏe re hả? Châm cái gì chứ? Châm cứu đó. Ra ngoài du học có mấy năm mà cả quốc túy nước mình cũng quên rồi hả? Quốc túy của nước mình không phải là đánh mặt trực hay sao? Không phải Thiên Sinh qua đời sớm thì làng Duy Ngũ Tiểu Bá mình có thể hành hiệp trượng nghĩa rồi. Dù sao đi nữa, người chết không thể sống lại. Đừng nhắc tới nữa, uống đi. Uống hoài cũng thứ này không chán sao? Uống quen rồi có cảm tình mà. Thật ra tôi thắc mắc nhất là lá di thư của Thiên Sanh. Nếu Thiên Sanh không phải tự tử thì lá di thư không phải của anh viết. Nếu không phải của anh viết, vậy là ai viết đây? Ai đã biết anh sắp bị chết như vậy? Không lẽ là anh bị mưu sát? Anh Cường à, anh có biết sau khi Thiên Sanh qua đời thì bác Phúc dọn tới đâu không? Không biết. Nghe nói là ổng dọn đi ngay đêm đó. Tôi nghĩ ổng làm như vậy vì không muốn ai biết thôi. Anh à, dạo trước anh nói là phải đi du lịch với vợ mà. Ây da, nguy rồi. Thôi, mặc kệ đi. Đàn bà không cần tốt với họ quá. Nè Trước à, không nhất thiết phải qua Nhật Bản mới được ăn cá sống uống rượu sake đâu. Phải, tốt nhất là bây giờ mở TV coi có chương trình nào giới thiệu phong cảnh Nhật Bản hay không. Hơi, không biết bây giờ anh nghĩ cho cô chị đang làm gì ha. Đâu cần hỏi, nhất định là tung tiền đi mua sắm mà. Quầy, đừng có để anh nói trúng. Không lâu anh Nghĩa sẽ điện thoại tới cầu cứu thôi. Nhưng mà rất tiếc anh không giúp được gì. Nghĩ lại thì hai đứa mình không có qua Nhật Bản thì là thông minh đó nha. Bây giờ có phải cá không, hai người ngồi ăn cơm có phải đầm ấm không? Ừ. Quầy, đằng kia nói sao đã có điện thoại rồi. Điện thoại cầu cứu đó, nghe mau đi. Alo. Anh Dũng hả? Vừa rồi tôi điện thoại và anh Nghĩa không có nhà, nhất định là qua bên anh mà. Sao anh ở đây vậy? Kim Chi à, chị có thể ráng nói nhỏ lại một chút có được không vậy? Anh hãy nói với Trung Nghĩa, mẹ anh điện thoại lại cho tôi ngay đi. Thiệt là tức chết người đi. Tôi biết, tôi hiểu rồi. Miễn là anh Nghĩa về đây tôi biểu anh điện thoại cho chị ngay có được chưa vậy? Hả? Miễn anh Khỉ nó bay qua Nhật Bản với tôi ngay, đã hứa với người ta mà. Hiểu rồi mà. Đã hứa với người ta mà bỏ mặt. Tôi chào. Nè, anh không phải theo Kim Chi qua Nhật Bản sao? Anh Nghĩa, anh là dở trò gì nữa đây? Mấy năm trước đám cưới bỏ trốn thì còn được. Lần này anh thì là không phải vì sợ mua sắm quá lỗ khiến cho anh bị phá sản chứ hả? Không phải tôi sợ chuyện này. Như vậy là vì cái gì? Vì một người đàn bà mà 5 năm về trước bị chết. Lệ Hà, trong mấy năm thôi mà chị đã có thể tự học thành công và chiếm một chỗ đứng ở trong giới thời trang thì là không có đơn giản đâu ha. Thật ra là tôi may mắn thôi. Phải nói là cá tánh không thỏa hiệp của chị đã lật ngược lại số mạng của chị. Hôm nay thì là vui mừng có thể trò chuyện với chị đó. Chị đừng có khách sáo, nếu có rảnh thì kiếm tôi uống nước nói chuyện nha. Tôi quen thân với anh Nghĩa lắm. Tôi biết là hai người quen thân. Anh Nghĩa cũng nói chị là người tình đầu tiên của ảnh mà. Quê, đã kêu đừng nói mà, cũng nói ra luôn. Như vậy là tôi hơi trễ rồi, anh Nghĩa đã cưới vợ. Thì để tôi về bỏ bả.
Ờ, Cao Triết à, cô nói là phải về nạp bài mà, còn không về, mất công ở lại nói bừa bãi. Phải rồi, một bài phỏng vấn hấp dẫn như vậy phải đăng tải ngay mới được. Lê Hà, cảm ơn nhiều nha. Không có chi. Đi trước nha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Mới về thôi đã có người phỏng vấn rồi. Thì cứ chọc quê mà. Em không ngại cho người ta phỏng vấn chứ hả? Đâu có, là anh chị nể mặt thôi. Giả lại con người của chị cũng hoạt bát. Nếu mà không phải chị nói, em cũng đâu biết em là người tình đầu của anh. Nếu như em không đi cũng có thể lắm. Nếu như em không đi, có lẽ Thiên Sinh không có bị chết đâu. Không ngờ không những em thay đổi số mạng của em, cũng thay đổi luôn số mạng của anh. Khờ quá, mắc mới gì em chứ. Anh Nghĩa à, giúp em một chuyện nha. Kiếm ra chân tướng sự thật cho em đi. Có thiệt không đó mà đàm. Xét lại mấy vụ án này, vụ nào cũng là 5-7 năm trước rồi, bị đứt hết dây rồi làm sao mà theo được. Mấy vụ án ngày nào chưa được phá thì vẫn chưa được đóng lại đâu. Cấp trên chỉ thị phải thiện dụng nhân lực, đừng có lãng phí tài nguyên biết không hả? Nói đơn giản như là thấy mình rảnh rỗi quá thôi. Ờ, chắc là anh đi chợ thích mua đuôi cá lại thêm đầu cá, việc gì cũng xí vô. Nè, hồ sơ ở đây nè, từ từ mà hưởng đi. Dạ, yes, yes, madam. Coi là cái gì đây? Gì đây? Cái này hả? Wow, là vụ bắt cóc một năm về trước, con tin 3 tuổi thôi. Bọn cướp lấy tiền chuột rồi mất đi tung tích. Dù chứa xác trong thùng giấy 3 năm trước, lúc đó đã chấn động, nhất thời không có đầu mối đâu. Hey, còn cái này, vụ cướp ngân hàng Gia Đông 5 năm về trước, 3 tên cướp, 2 bị bắt, một người cầm tiền cướp 12 triệu bỏ trốn mất tích. Đã có bao nhiêu tiền rồi còn không cao chạy xa bay hả? Đi đâu mà kiếm đi. Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Cấp trên đã có chỉ thì phải làm thôi. Anh em chia nhau làm việc. Yes, yes sir. Dạ dần, chị theo tổ của tôi. Kiếm ai? Cảnh sát. Chúng tôi muốn kiếm một người tên là Tào Chí Biêu, biệt danh là Tán Biêu. Ờ, cái thằng đến cướp ngân hàng hả? Cả nhà tôi nó dọn đi lâu rồi. Tối ngày có hỏi chuyện đó. Cho dù cảnh sát cũng vậy thôi, không thể nói chuyện với mấy người. Thưa bà, sếp Dũng à, không phải là không muốn giúp sếp, chỉ là bao nhiêu năm rồi cái đám anh em không có lộ mặt nữa. Cảm ơn sếp Dũng à. Sếp đi cảnh sát bấy lâu, có gặp được vụ nào không có phá được không? Dĩ nhiên là có. Bộ tưởng là phá án dễ dàng lắm sao? Lao tâm lâu lực cặp mắt hay bị viền đen đó. Đâu có. Giống như là cô thôi. Sao với lúc cô mới vô đó hả? Đã bị xệ đi nhiều. Không có tệ lắm chứ. Nói chơi với cô thôi. Sếp Dũng thì là nói bậy quá. Dạ dân. Hả? Ăn nhiều chút đi. Bảo đảm cô sẽ giống cô cảnh sát. Tại sao? Được cây cú. Vậy sếp Dũng thường hay ăn ớt hả? Vậy thì ăn đi. Ờ. Ơi, hôm nay tới đây thôi nha. Cô có phải về nhà không? Tôi đưa luôn cô nha. Dạ được. Nhưng mà trước khi đưa cô, tôi muốn đón cô Triết trước, không ngại chứ? Không có sao đâu, tôi đi quá giang thôi mà, không lẽ còn có yêu cầu sao? Tối nay muốn ăn gì? Sao cũng được, anh quyết định đi. Một ngày 3 bữa đều ăn cơm ở bên ngoài. Hay là vậy nha, cô Triết à, tối nay nấu bữa cơm nhà cho tôi ăn đi. Anh đừng có hòng. Anh thì là mong như vậy mà. Quý, anh Vĩnh kìa. Có chuyện gì vậy? Anh đi đường như là xung phong vậy, làm đổ đồ của tôi còn nói nữa. Tôi thích đi vậy làm gì tôi? Làm cho rồi dắt của tôi tính vào đây. Tuyệt không nên mà, lỡ như đụng trúng người giả làm sao đây? Anh hai có sai không? Dạ dần hả? Không, người này cứ đi đụng vào anh, chút xíu nó làm bể quánh bông lan rồi. Tôi thích vậy mà, kiếm cảnh sát bắt tôi đi. Này dạ dần à, bữa nay em sinh nhật mà, bỏ đi. Không có mà. Được mà. Thôi, không được. Thì đông người á, thằng này không sợ à? Đông người thì về sợ cảnh sát nói đi. Anh có rảnh hay không? Tôi dư dừa đó. Sếp hai, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi à. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Sếp Dũng, cảm ơn. Sếp Dũng à, cảm ơn nhiều. Khách sáo làm gì? Gia Trang à, hôm nay sinh nhật của cô à? Dạ phải. Sao hôm nay không nói với tôi? Để cho tôi và cô Triết mua món quà cho cô. Không cần đâu. Sao nhiều đồ quá vậy? Tối nay hẹn với bạn bè đại ăn hả? Không phải, chỉ có tôi với anh hai thôi. À, hôm nay tình cờ gặp được, tôi đại diện cho Gia Văn mời hai vị tới tham dự một buổi sinh nhật. Được. Được. Ý, thì ra chị thích vẽ hả? Đẹp lắm. Cái gì đây? Không biết, chỉ là nằm mơ thường hay gặp thôi. Cứ nằm mơ, mơ thấy cùng một căn phòng, cùng một cửa sổ. Khung cửa sổ là như vậy đó.
Khung cửa sổ này có tánh nâu lục, không phải là Hồng Kông đâu. Chắc là chị đã tới một nơi nào đó nhìn thấy rồi đã vô óc, cho nên nằm mơ cũng mơ thấy nữa. Không có đâu, tôi từng tuổi này rồi chứ có hề rời khỏi Hồng Kông. Nhưng mà thật ra đã có cơ hội. Cái lúc đó tôi lấy được tiền học bổng định qua Anh Quốc đi học. Nhưng mà lúc đó tôi bị bệnh cho nên không có thể đi. Bị bệnh gì? Anh hay nói là bị sốt cao viêm màng óc. Nhưng mà may được lành lại. Lúc đó dì hay nằm nhà thương đọc tiểu thuyết, suy lý ở trong lòng. Định mai mốt sẽ làm cảnh sát. Ai dè tôi được trúng tuyển. Tao ngộ của chị cũng đặc biệt chứ. Nếu như mà viết ra chuyện chắc cũng hấp dẫn lắm. À được rồi, dạo này tôi đang muốn viết một câu chuyện về nữ cảnh sát. Hay là chị cung cấp tài liệu cho tôi đi. Có cần cho chị mượn bộ đồng phục để đăng bìa mặt hay không hả? Wow, có bộ đồng phục nữ cảnh sát hả? Hay quá. Cảm ơn nhiều. Đúng là con nít mà, mặc bộ đồ đồng phục chụp hình cũng vui vẻ. Chuyện gì chứ, người ta không làm nữ cảnh sát, mặc bộ đồng phục chụp hình cũng được sao? Tôi thì hâm mộ chị đó nha, dạ dặn. Chị không bị cha mẹ phản đối, có thể làm chuyện mà mình thích làm. Tôi cũng hâm mộ chị lắm, có một người bạn trai như Sếp Dũng. Wow, dù ảnh là cấp trên của chị cũng đâu còn phải nịnh bợ như vậy chứ. Nịnh bợ cái gì, không cho người ta thật lòng hay sao, dạ dặn ha? Phải thật lòng đó, không tin hả? Được rồi, được rồi, có cơm ăn rồi, tới đây. Ý, thay lại bộ đồng phục cho chị đã. Dạ dặn à, sao chị uống giỏi như vậy? Sinh nhật mà, không biết uống cũng phải uống chứ. Anh nhìn à, anh làm đồ ăn càng lúc càng ngon đáo để đó nha. Vậy sao, vậy thì phải ăn thêm đó nha. Ấy da, còn có thêm một dĩa xào cua gạch nữa, để tôi lấy ra. Không có thể ngồi ăn đâu, chỉ giúp tay đi mà. Không được sao đâu. Dạ dặn à, anh hai của chị nó ăn giỏi như vậy, chị có học lén hay không hả? Không có đâu, tôi không có tính nào giỏi hơn ảnh, cho nên ngồi chờ ăn còn hơn. Đa số người ta thấy cá tánh của nữ cảnh sát thì cứng cáp lắm, không biết quan niệm tình yêu thì ra sao. Tôi nghĩ độc giả thiệt là muốn biết lắm đó nhờ. Thật ra nữ cảnh sát thì giống như các cô gái khác thôi. Nếu như may mắn thì gặp một người con trai mình thích ảnh, ảnh thích lại mình. Còn nếu như không có may thì gặp được một người mình thích ảnh, nhưng mà ảnh không có thích lại mình. Như vậy chị thấy chị là người may mắn hay là người không may mắn? Tôi chỉ biết chị là một người may mắn thôi. Chị vẫn chưa trả lời, chị là may mắn hay là không may mắn? Đố chị đó. Đoán trúng được thưởng sao? Ôi, nếu mà không phải chúng tôi tới đây đó, tôi nghĩ là hai người thì không sao ăn hết đồ ăn đâu nha. Nhiều quá ha. Phải đó. Như vậy chứng tỏ mình có phước ha. Hay là chúng ta uống thêm một ly nha. Dạ dân, uống nhiều như vậy à, có chừng bị say đó. Hôm nay là sinh nhật vui vẻ mà, anh hai. À, được. Đi. Uống. Dạ, cạn ly. Bye bye. Đợi trở tới chơi nha. Sếp Dũng à, hả? Sếp quên lấy cái túi gạch cua của tôi. À, phải rồi, đằng này bỏ xuống đằng kia lại quên lấy, tôi vô lấy lại. Nè, chúng tôi gian lại lấy về thì là ngại lắm đó. Ê, dạ đừng khách sáo mà, để tôi bấm thằng má cho chị nha. Bye bye. Dạ dân đi nha. Bye bye, cảm ơn nhiều. À, này Dạ dân à. Hả? Có chuyện này tôi quên làm. Gì? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ai sao chị vui vẻ? Nè, anh đi đã chưa? Thang máy tới rồi kìa. Đi nha, bye bye. Bye bye. Cảm ơn nha Sếp Dũng. Bye bye. Lần này thì là ăn uống say sưa quá. Hai anh em họ thiệt là háo khách. Ăn xong còn lấy về. Thì phải rồi, thì là khách sáo quá đi. Tối nay anh nghe có phước rồi, nhiều đồ ăn khuya quá vậy. Coi bộ cấp trên này thiệt được lòng người. Dạ dặn như là sùng bái anh lắm. Anh nghĩ sao? Ồ, không phải chỉ một mình cổ đâu. Như là Man Boy hay là Cô Phấn, ai nấy cũng đều phong anh làm thần tượng mà. Phải rồi, giỏi nhất là anh đó. Cho xe chạy đi. Nghĩ à, đừng có nói là chiếu có anh nha. Cua gạch có bia đó. Cho dù anh không kêu tôi qua, tôi cũng tự qua mà. Qua đây tự lánh mặt chứ. Tạm lánh mặt? Lánh mặt ai? Có thiệt không đây? Tự bên bển gọi qua hả? À nè anh Dũng à, nếu như mà con chị gọi á thì anh nói là tôi không có ở nhà nha. Alo. Trời đại Dũng hả? Anh Nghĩa đâu? Im chi à, chị làm gì đây? Sao kiếm chồng mà đánh điện thoại tới nhà tôi hoài vậy? Anh nói là qua đây mà sao lại khuất bóng vậy? Câu hỏi này tôi không biết trả lời đâu à. Từ nãy mới chịu qua chứ. Hay là như vậy, chị tự đi hỏi anh Nghĩa đi có được không vậy? Tôi điện thoại kiếm không gặp ảnh mà. Được rồi. Chị định nổi lửa rồi đó anh Nghĩa. Tội nghiệp quá đi, lánh được hôm nay không lánh được ngày mai đâu. Phải điều tra cái vụ án này mới được chứ. Án gì? Tôi đã hứa với Lệ Hà, phải kiếm ra chừng tướng cái chết của Thiên Sanh. Giỏi lắm, quả thật là có tinh thần bất khuất. Tôi nhất định ủng hộ anh. Việc bây giờ phải làm là bắt tay từ cái xác của Thiên Sanh. Đây là báo cáo khám xác của Lâm Thiên Sanh ngày hôm đó. Cảm ơn sếp Phương.
Người đã chết 5 năm rồi. Tôi tin rằng anh không thể nào kiếm được manh mối từ cái xác chết. Sếp Phương à, tôi có thể gặp quan pháp y năm xưa đã phụ trách vụ án này không? Không thể được. Tại sao? Tại vì bác sĩ Mã đã qua đời trong một chuyến tai nạn giao thông ở nửa năm trước. Sếp Phương, nếu tôi không có thắc mắc gì, bây giờ có thể thảo giáo sếp không? Tôi bận lắm. Nhưng mà tôi có thể cho anh 10 phút. Lê Hà, anh cũng đón là em ở đây. Tuy em chưa có bao giờ yêu ảnh, nhưng mà dù sao anh cũng vì em mà bị chết. Anh vừa coi xong cái bản báo cáo khám xét của Thường Sanh. Có phát hiện gì? Em coi. Cái tấm hình này anh đã lén lấy khi đọc báo cáo đó. Là của Thiên Sanh. Em để coi cái rút thắt của sợi dây này. Có đặc biệt gì? Cái rút này từ bên trái đưa qua bên phải và thắt chặt từ bên phải. Phải, từ trái xuyên qua phải. Vậy thì sao? Em còn nhớ Thiên Sanh quen dùng tay trái không? Vậy có nghĩa là cái rút này không phải cho Thiên Sanh thắt, mà là có người thắt trước rồi trồng vào cổ của Thiên Sanh. Bây giờ mình đã chứng thực được Thiên Sanh còn có phải chết vì tự tử rồi, lại có thể làm gì? Đi kiếm người giả mạo giết Di Thư. Anh muốn nói là từ nét chữ đi kiếm ra hung thủ? Theo thông lệ thì Di Thư sẽ trả lại cho gia quyến của kẻ chết sau đó. Mình đi kiếm bác Phúc. Nhưng mà nghe anh Cường nói là không ai biết bác Phúc ở đâu cả. Không lẽ trời định là Thiên Sanh phải chết không có được minh bạch sao? Vậy thì chưa chắc. Thật ra bây giờ bác Phúc đã hơn 65 tuổi rồi. Nếu như mà hiện giờ ông có xin tiền trợ cấp của chính phủ thì có thể kiếm ra ông bây giờ ở đâu. Nếu như mà ông không dùng địa chỉ giả thì ông ở gần đây thôi. Tại sao ông có tuổi rồi mà vẫn ở với cái nhà cũ không có thang máy? Một người già cả rồi không có người thân là vậy đó. Hình như là chỗ này. Mình lên. Là chỗ này. Bác Phúc à, thằng Nghĩa đây. Bác Phúc. Có phải là đang ngủ trưa không nghe không? Gõ cửa lớn vậy mà không nghe à? Hôi thối quá, giống như là mùi chuột chết vậy. Em chờ anh chút nha. Bác Phúc à, bác Phúc. Ở đây chờ anh nha. Dũng, theo báo cáo sơ bộ của quan pháp y, kẻ chết Lâm Phúc chết khoảng 2 ngày trước. Nguyên do là tắc thở khiến cho tim ngừng đập. Trên mình ngoài cần cổ ra không có vết thương gì hết. Anh à, trong nhà không có vết tích bị lục lạo hay là đánh lộn? Trên mình kẻ chết còn có một tấm giấy cá ngựa với lại cái thứ này như là lá bùa vậy. Anh Dũng, cho tôi coi. Nguyên Nghĩa, có phát hiện gì không? Có chút ấn tượng, nhưng mà lại không nói ra được gì. Chắc là những người già cô đơn yếm thế rồi tự tử. Không phải đâu, tôi có coi là bệnh lịch. Tuy thường đi bác sĩ nhưng chỉ là bệnh nhẹ thôi, không phải là bệnh nặng. Anh Dũng à, cái vụ án này mình phải làm sao hả? Tạm thời xử lý theo loại phát hiện xác chết. Yes, yes sir. Vô đây đi. Có chuyện gì thì nói ra đi. Bác Phúc là cha của Lâm Thiên Sanh. Tôi thấy cái chết của ông thì khả nghi. Sao vậy? Giống không có động cơ. Thứ nhất, sức khỏe của ông bình thường, không có dễ bệnh hoạn. Thứ hai, tôi coi lại giấy cá ngựa, trúng hai mấy ngàn đó. Như vậy chỉ phản ảnh ông không phải là vì sức khỏe, vì tiền bạc mà là tự tử thôi. Ông giống không phải tự tử. Anh có chứng cứ gì? Nếu như ông tự tử, đã phải làm 5 năm trước rồi.
Tại sao phải chờ đến lúc tôi muốn đáng án cho Thiên Sanh thì ông mới tự tử chứ hả? Tôi nghi ngờ ông biết chút việc cho nên bị giết người bịt miệng. Có lẽ là vì giữa anh và ông không nhiều thì ít có chút liên hệ, cho nên anh mới suy nghĩ theo cái đà này thôi. Anh nói là ông sớm không chết muộn không chết có lẽ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên? Không lẽ ngẫu nhiên vậy sao? Hai trai con thắt cổ mà lại thắt chung một kiểu gút. Rồi anh có phát hiện gì ở hiện trường? Cũng chính vì không có gì. Rồi anh định là sẽ phát hiện được gì? Tôi nghĩ là sẽ kiếm ra được lá di thư giả mạo của Thiên Sanh. Tại vì kẻ giết lá di thư này rất có thể là chân hung. Vậy được, mình có thử xem hai cái vụ án này nhập chung lại xử lý coi có phát hiện gì không. Ủa, anh Tài, anh Tý. Ê, Cường à, chuyện gì? Họ tới biểu Lê Hà phải dọn đi. Để tôi khuyên căn họ chút. Thím Hai, Lê Hà, đã xảy ra chuyện gì? Họ nói em là ung thần. Lúc đi thì hại chết Thiên Sanh, khi về thì hại chết cha của họ. Họ nói là sợ Lê Hà nếu mà ở tiếp thì sẽ hại thêm những người khác. Có lầm lẫn hay không đây? Bây giờ là thời buổi gì còn nói như vậy? Em thì là không có ngờ em bỏ đi 5 năm, khi trở về tư tưởng của họ vẫn còn phong kiến như vậy. Thằng Tế và anh Tài năm xưa đã phải vậy, tại sao bây giờ lại vậy? Cha của Thiên Sanh thiệt là tội nghiệp. Thằng con bị người ta đổ quan mà chết, bây giờ ông lại thắt cổ, thiệt là thê thảm. Có lẽ họ sợ chó là đúng mà. Cái chết của hai cha con họ không nhiều thì ít, cháu phải gánh trách nhiệm. Cho nên cháu muốn làm luôn việc ma chay cho bác Phúc, chôn cất cho ổng. Thím Hai à, hay là thím theo cháu về Mỹ đi. Qua nước Mỹ? Có phải vì thằng Tế với lại anh Tài không? Nếu như mà ở đây không có được hoan nghênh thì ở lại cũng đâu có ý nghĩa gì. Căn nhà với đất của thím và chị mà, nếu không đi có ai có thể đuổi đi chứ? Không mắc mớ tới anh đâu, tại họ nghĩ không suốt thôi. Không mắc mớ tới anh sao anh lại đi chung với họ? Họ cố tình kéo anh đi thôi. Anh đi theo là cũng vì muốn coi chừng họ, đừng để cho họ làm mẫu. Em mặc kệ, miễn là anh có kết người ngoài hiếp Lê Hà thì không có được. Thôi bỏ đi, anh chị đừng có gì tôi mà gây gỗ. Lần này tôi trở về cũng không có định ở lại mà. Hơn nữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ tôi nên đi sớm là hơn. Lê Hà, em thì để họ chết không mình bạch sao? Nghĩa à, hôm nay cực khổ lắm rồi, ngồi chờ chút nha, tôi đi pha ly trà cúc uống. Cảm ơn thím. Lê Hà, xin lỗi nha, vừa rồi nói chuyện với em như vậy. Khờ quá. Nếu như em muốn về bên Mỹ thì tùy em, nhưng mà anh nhất định điều tra tiếp. Em đã quyết định ở lại rồi, tại vì em không có muốn kiếp này sống không có được yên. Anh biết là em không bỏ cuộc vậy mà. Nè nè nè, uống sẵn nóng để cho mát cái cần cổ đi. Cảm ơn. Cảm ơn. À phải, dự án có tiến triển gì không? Không có phát hiện đặc biệt gì. À, nhưng mà anh kiếm ra được tấm giấy này ở trên mình bác Phúc. Anh cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng mà lại suy nghĩ không ra là gì. Em nghĩ chỉ là một tờ giấy dụng thôi. Không nghĩ vậy. Khi mà anh kiếm ra nó, xếp ngay hàng lắm. Anh thấy cái tờ giấy này rất là quan trọng. Ừ, thiệt giống là cây quỷ chảo ở ngọn đồi đối diện đó. Cây quỷ chảo hả? Nè, mấy nhánh cây đó có giống hay không? Cháu cứ tưởng đây là tấm bản đồ, thì ra là cái cây quỷ chảo bên kia đồi. Cái gạch chéo này dễ ở dưới cái cây mà. Mình có đào lộn chỗ hay không? Đất xung quanh chỗ này đều cứng, chỉ có chỗ này mềm mại thôi, chắc không sai đâu. Lê Hà, cầm dùm. Ngân hàng Gia Cao. Có xương người kìa, chạy mau. Cái bào đó đã chứng từ là của ngân hàng Gia Cao. Và bộ xương đó rất có thể là tên cướp đã bỏ trốn những 12 triệu bạc năm xưa. Và báo cáo hóa nghiệm sơ bộ đã ra, kẻ chết đã chết hơn 5 năm là đàn ông. Và ở dưới xương sườn cũng phát hiện một viên đạn 38 ly đã bị rỉ sét. Vậy còn có phải nó sâu quá ra trò rồi cũng có thể nhận ra. Thì không ngờ ha, mình điều tra vụ án thắt cổ lại moi ra được đầu mối của vụ cướp ngân hàng 5 năm trước ha. Nếu như có đầu mối thì cứ theo tiếp tục. Anh em cố gắng giải tán. Tại sao bác Phúc lại biết chỗ tôn sát?
Còn nữa, cái tên cướp đó bị chết đi, 12 triệu bạc đó đi đâu? Hỏi anh em của họ sẽ biết. Ngồi đi. Hút thuốc không? Cảm ơn. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh về cái vụ cướp của ngân hàng Gia Cao. Đã bao nhiêu năm rồi, muốn hỏi cũng đã hỏi đủ rồi chứ hả? Tôi biết cái gì đã nói hết rồi mà. Chúng tôi có lẽ phát hiện đồng lõa của anh là Tán Biêu. Các người kiểm tra Tán Biêu. Chúng tôi kiếm được bộ xương người với lại cái bao chứa tiền của ngân hàng Gia Cao. Các người nói Tán Biêu đã chết. Có lẽ là gì? Vậy tiền đâu? Vẫn chưa có kiếm ra. Cái vụ này ngoài anh và Tán Biêu và người anh em đi đời của anh đó, bên ngoài có ai tiếp ứng các người không? Hai anh em tôi thì không có, còn anh tôi không biết. Vậy anh có thể kể lại đầu đuôi cái vụ cướp hôm đó và đường lối tẩu thoát hay không? Hôm đó chúng tôi định làm xong cái vụ này rồi tới núi La Phù ngồi thuyền về Trung Quốc. Ai dè trong lúc tiếp ứng xảy ra tai nạn. Lên xe. Rồi sau đó anh có về Trung Quốc không? Sau đó tôi nghe đám anh em nói, nó vốn không lên thuyền, có lẽ còn núp ở Nguyên Lãng nữa. 5 năm trước, vụ cướp 12 triệu bạc của ngân hàng Gia Cao đã chạy thoát một tội tình nghi tên là Tán Biêu. Lúc đó đã cầm tang vật bị nghi là trốn vào làng Di rồi bị mất tích. Và rồi 5 năm sau, chúng ta kiếm được bộ xương người của Tán Biêu, nhưng mà số tiền đó lại không biết đi đâu mất. Và cùng một ngày xảy ra cái vụ cướp của ngân hàng 5 năm trước, làng Di đã xảy ra một vụ án mà Châu Lê Hà bị tình nghi là bị bắt cóc và giết hại. Nghi hung là Lâm Thiên Sâm. Và vì không đủ chứng cứ cho nên cảnh sát đành thả người. Một tháng sau thì Lâm Thiên Sâm bị phát hiện thắt cổ tự tử. Và ở trong lá di thư anh viết là vì giết chết Châu Lệ Hà thấy hối hận cho nên tự tử đền tội. Nhưng mà 5 năm sau Châu Lệ Hà đã còn sống trở về. Nếu như Châu Lệ Hà chưa chết thì Lâm Thiên Sâm vì đền tội đi tự tử thì không có thể thành lập. Trừ phi lá di thư là giả. Tôi cũng nghĩ vậy, cho nên tôi định kiếm bà của anh lấy lá di thư để giám định nét chữ. Nhưng mà rất tiếc là khi tôi tới thì cũng phát hiện ba của anh thắt cổ tự tử. Là Lâm Phúc. Không sai, là Lâm Phúc. Tôi nghĩ là hung thủ vì biết tôi muốn điều tra cái chết của Lâm Thiên Sanh cho nên đã giết cha của anh để bịt miệng. Và ở hiện trường tôi kiếm không ra lá di thư, nhưng mà với một tấm đồ ở trong mình của Lâm Phúc, tôi đã kiếm ra bộ xương người của Tán Biêu cho nên dành ra cái vụ cướp ngân hàng năm xưa. Wow, thiệt éo lè học búa quá. Báo cáo quan nghiệm đã chứng thực nguyên nhân chí mạng của Tán Biêu không phải là một phát súng đó, mà là xương sọ bị nứt mà chết đi. Và một điều quan trọng là Tán Biêu thuộc loại máu O. Và hôm xưa cái áo dính máu kiếm được trong nhà của Lâm Thiên Sanh, máu trên đó cũng thuộc loại O, nhưng mà là của Tán Biêu. Mà năm xưa nghi ngờ là của Châu Lệ Hà chỉ là ngẫu nhiên thôi. Như vậy nếu như Tán Biêu bị Lâm Thiên Sanh giết chết mới có thể giải thích được tại sao ba của anh biết chỗ chôn xác. Suy đoán này là gần với sự thật nhất. Nhưng mà rõ ràng 12 triệu bạc đó không có trong tay của Lâm Phúc. Cho nên tôi cùng anh Nghĩa suy đoán nhất định là có kẻ thứ ba biết được nội tình của chuyện này, lợi dụng sự công phẫn của dân làng với chuyện của Châu Lệ Hà bị giết, tạo ra giả tượng Lâm Thiên Sanh bị tự tử để mà che giấu mục đích giết người của hắn và lấy đi 12 triệu bạc đó. Tuy tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng mà tất cả chứng cứ đều cho thấy hung thủ quen thân với hai cha con Lâm Phúc, cho nên rất có thể là người ở trong làng gì. Cho nên chúng tôi nghi ngờ là hai cha con của nhà họ Lâm bị người ta mưu sát. Nhưng mà trong bản báo cáo khám sát lại kiếm không có đặt chứng cứ thật sự. Cho nên manh mối duy nhất bây giờ của mình là người đã lấy đi tiền và tang vật này, nghĩa là người ở trong làng gì, trong 5 năm nay khi không lại được làm giàu lên. Nghĩa à, nếu như không có tiền thì anh có thể xin miễn. Mày đồng, ở trong làng Di không ai đành hơn tôi, huống chi có nhiều việc nên làm mà. Nghĩa à, chúng tôi sẽ ủng hộ anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
人人方地来调查同机永你上尾上后悔之美人无事是有天理兜兜转转生生死死成和败有我起起挫折事后亦勇敢地